Hãy tưởng tượng bạn đứng giữa một cánh đồng đầy sương mù, nơi mọi thứ xung quanh chỉ là những bóng hình mờ ảo. Bạn không thể chắc chắn điều gì ở đó cho đến khi bước lại gần, và chỉ khi bạn chạm vào, mọi thứ mới trở nên rõ ràng. Đây chính là cách thế giới lượng tử vận hành, một thực tại không bao giờ ổn định, nơi mọi khả năng đều tồn tại cho đến khi bạn nhìn vào. Trong thế giới kỳ lạ này, các hạt cơ bản như electron hay photon không chỉ ở một nơi, chúng có thể ở nhiều nơi cùng lúc. Trạng thái này gọi là siêu vị trí. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất chính là khi bạn quan sát chúng, chúng chọn một trạng thái duy nhất để xuất hiện. Điều này đặt ra câu hỏi: thực tại có thực sự tồn tại nếu không ai quan sát? Và liệu chính việc quan sát có làm thay đổi toàn bộ bản chất của thế giới? Những thí nghiệm như hai khe hở đã làm chấn động thế giới khoa học khi chứng minh rằng ánh sáng và các hạt vi mô có thể vừa là sóng, vừa là hạt, cho đến khi bị đồ đạc. Các nhà khoa học, từ Einstein đến Bohr, đã tranh luận gay gắt về ý nghĩa của điều này. Một số cho rằng, ý thức con người đóng vai trò trung tâm trong việc định hình thực tại, và điều đó khiến họ vừa kinh ngạc vừa lo sợ. Tôi là Kitten, và bạn đang xem Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào thế giới lượng tử, nơi mà những quy luật thông thường không còn đúng, và mọi thứ đều có thể xảy ra. Liệu chúng ta sẽ tìm được câu trả lời, hay chỉ càng thêm bối rối trước những bí ẩn không hồi kết này? Thế giới mà chúng ta đang sống được xây dựng từ những viên gạch nhỏ bé nhất, nhưng ít ai ngờ rằng những viên gạch này lại chứa đựng cả một vũ trụ bí ẩn. Người Hy Lạp cổ đại từng tin rằng tất cả vật chất đều được cấu thành từ bốn yếu tố cơ bản: đất, nước, lửa và không khí. Ý tưởng này, mặc dù đơn giản, đã đặt nền móng cho hành trình tìm kiếm bản chất của vũ trụ. Hàng ngàn năm sau, chúng ta phát hiện ra nguyên tử, đơn vị bé nhất của vật chất mà các nhà khoa học thế kỷ 20 tin rằng không thể phân chia. Nhưng cuộc hành trình chưa dừng lại ở đó. Những thí nghiệm mang tính cách mạng của Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr và nhiều nhà vật lý khác đã tiết lộ rằng các nguyên tử thực sự được cấu thành từ những hạt thậm chí còn nhỏ hơn như proton, neutron và electron. Tuy nhiên, ngay cả proton và neutron cũng không phải là điểm kết thúc. Chúng ta đã khám phá ra quark, những thành phần cơ bản hơn nữa, và neutrino, những hạt ma gần như không có khối lượng, lặng lẽ xuyên qua mọi thứ mà không để lại dấu vết. Nhưng điều làm thay đổi nhận thức của chúng ta nhiều nhất chính là cơ học lượng tử. Lý thuyết này cho thấy rằng các hạt không phải là thực thể rắn, cố định, mà là kết quả của những dao động trong các trường lượng tử, những trường vô hình trải dài khắp không gian và thời gian. Trong khung lý thuyết này, các hạt như electron hay quark chỉ là sự kích thích cục bộ của các trường lượng tử cơ bản. Không gian và thời gian không chỉ là bối cảnh, mà chính chúng cũng là một phần cấu trúc năng động của thực tại. Vũ trụ mà chúng ta thấy, từ những ngôi sao sáng chói trên bầu trời đến các hành tinh và cả cơ thể của chúng ta, đều bắt nguồn từ những dao động nhỏ bé này. Nhưng thế giới lượng tử không hề bình thường. Ở quy mô nhỏ nhất, các định luật vật lý cổ điển mà chúng ta quen thuộc trở nên vô nghĩa. Các hạt có thể ở nhiều trạng thái cùng lúc, siêu vị trí. Chúng có thể biến mất qua các rào cản, hiệu ứng đường hầm, và hành vi của chúng có thể thay đổi chỉ vì chúng bị quan sát. Thật kỳ lạ, mọi vật chất trong vũ trụ, bao gồm cả chúng ta, đều tuân theo những quy tắc kỳ dị này. Hãy thử tưởng tượng, ngay trong từng nguyên tử, từng electron trong cơ thể bạn, là một câu chuyện lượng tử đang diễn ra. Đây là minh chứng cho một sự thật đầy kỳ diệu và cũng không kém phần đáng sợ. Những gì bạn nhìn thấy và cảm nhận chỉ là bề mặt của một thực tại còn sâu xa và phức tạp hơn rất nhiều. Khi nhìn vào một nguyên tử đơn lẻ, bạn đang ngắm nhìn những bí mật sâu sắc nhất của vũ trụ. Tại đây, trên trái đất, khoảng 90 nguyên tố tự nhiên đã được hình thành thông qua những quá trình vũ trụ kéo dài hàng tỷ năm. Mỗi nguyên tố này có cấu trúc riêng, với một hạt nhân chứa các proton và thường là neutron, được bao quanh bởi các electron chuyển động liên tục. Số lượng proton trong hạt nhân xác định hoàn toàn bản chất của nguyên tố, điều làm nên sự đa dạng tuyệt vời của thế giới vật chất. Những tính chất như độ cứng, màu sắc, mật độ, điểm nóng chảy và độ dẫn điện đều bắt nguồn từ cấu trúc nguyên tử. Nhưng ở cấp độ lượng tử, nơi các nguyên tử được giải mã, vật lý bắt đầu đi ngược lại những quy tắc thông thường mà chúng ta từng nghĩ là hiển nhiên. Trong thế giới hàng ngày, mọi thứ tuân theo nguyên tắc nhân quả. Một sự kiện xảy ra sẽ dẫn đến kết quả nhất định. Nhưng ở cấp độ lượng tử, các quy tắc này bị phá vỡ. Một nguyên tử hoặc một hạt nhỏ hơn như electron có thể ở trạng thái gọi là sự trong chất lượng tử. Điều này có nghĩa là chúng tồn tại ở nhiều trạng thái cùng lúc, không phải chỉ một trạng thái cố định.
Điều này dẫn đến một khái niệm kỳ lạ. Bạn không thể đo lường chính xác trạng thái của hạt mà không làm thay đổi trạng thái đó. Hành động quan sát hoặc đo lường không chỉ tiết lộ thông tin mà còn định hình thực tại của hạt. Đây chính là lý do tại sao vật lý lượng từ lâu đã trở thành một chủ đề tranh luận lớn giữa các nhà khoa học. Để minh họa sự kỳ lạ này, vào năm 1935, nhà vật lý Erwin Schrödinger đã đề xuất thí nghiệm tư duy nổi tiếng mang tên con mèo của Schrödinger. Ông tưởng tượng một con mèo bị nhốt trong hộp kín cùng với một cơ chế liên quan đến sự phân rã phóng xạ của một nguyên tử. Nếu nguyên tử phân rã, cơ chế sẽ kích hoạt, vỡ lợ thuốc độc và giết chết con mèo. Nếu nguyên tử không phân rã, con mèo vẫn sống. Khi đó, cho đến khi bạn mở hộp để quan sát, con mèo được cho là vừa sống vừa chết trong trạng thái trồng chất. Đây không chỉ là bài toán triết học mà còn phản ánh bản chất bất định của thế giới lượng tử. Ngoài ra, các hạt trọng nguyên tử không phải là những viên gạch nhỏ cố định. Thay vào đó, chúng là những dao động năng lượng trong các trường lượng tử. Điều này làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về vật chất. Các electron, proton hay neutron đều là các phân tử nhỏ bé trong một vũ trụ năng động, nơi mà xác suất và khả năng trở thành quy luật cơ bản. Vật lý lượng tử đưa chúng ta vào một vương quốc đầy bí ẩn, nơi thực tại trở nên kỳ lạ hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng. Không chỉ dừng lại ở cấp độ hạt nhỏ bé, những hiệu ứng lượng tử vi mô này còn hé lộ sự kết nối bất ngờ đến thế giới hàng ngày, buộc các nhà nghiên cứu phải đối mặt với những câu hỏi thách thức về bản chất của thực tại. Hãy hình dung về chú mèo nổi tiếng của Schrödinger, một ví dụ kinh điển về sự trong chất lượng tử, nơi một sinh vật có thể vừa sống vừa chết trong cùng một thời điểm. Trong những thập kỷ gần đây, các nhà khoa học đã sử dụng ý tưởng này để nghiên cứu sự chuyển tiếp giữa thế giới lượng tử và thế giới cổ điển mà chúng ta quen thuộc. Tại sao chúng ta không thấy các vật thể hàng ngày tồn tại ở nhiều trạng thái cùng lúc? Câu hỏi này đã dẫn đến những khám phá mới về cách các quy tắc lượng tử dần dần biến mất khi kích thước và phức tạp của các hệ thống tăng lên. Trong thế giới lượng tử, các hạt không phải là những điểm cố định trong không gian như chúng ta từng nghĩ. Thay vào đó, chúng là những dao động năng lượng trong các trường lượng tử cơ bản. Ví dụ, một photon không phải là một vật thể rắn, mà là sự kích thích của trường điện tử bao phủ toàn bộ vũ trụ. Những trường này luôn tồn tại, ngay cả trong khoảng không gian tưởng như trống rỗng, nơi các hạt ảo xuất hiện và biến mất trong khoảnh khắc, chỉ để lại dấu vết thông qua các hiện tượng như năng lượng điểm không. Mỗi hạt vật chất mà chúng ta biết đến đều có một hạt phản vật chất tương ứng, với cùng khối lượng nhưng điện tích trái nhau. Trong vũ trụ hiện tại, phản vật chất rất hiếm hoi, chỉ xuất hiện thoáng qua trong các vụ va chạm năng lượng cao, chẳng hạn như ở các máy gia tộc hạt hoặc trong tia vũ trụ. Điều đáng kinh ngạc là vũ trụ của chúng ta dường như chứa gần như toàn bộ là vật chất, trong khi phản vật chất gần như biến mất. Đây là một bí ẩn lớn mà vật lý hiện đại chưa thể giải đáp trọn vẹn. Tại sao lại có sự bất cân xứng này? Lý thuyết lượng tử không chỉ đặt ra câu hỏi về vũ trụ mà còn thách thức chính cách chúng ta nhận thức thực tại. Có lẽ, những quy tắc cơ bản chi phối vũ trụ xa lạ đến mức vượt ngoài khả năng trực giác của con người. Thực tế mà chúng ta có thể quan sát được chỉ là một phần nhỏ của một bức tranh lớn hơn nhiều. Điều thú vị là dù cơ học lượng tử mô tả những hạt nhỏ bé nhất, những nguyên lý của nó lại ảnh hưởng đến cả quy mô lớn hơn, từ sự hình thành sao, thiên hà đến chính vũ trụ. Những dao động lượng tử nhỏ trong thời kỳ đầu của vũ trụ đã phát triển thành cấu trúc rộng lớn mà chúng ta thấy hôm nay. Vũ trụ mà chúng ta đang sống không vận hành theo trực giác của con người, đặc biệt khi bước vào thế giới lượng tử. Ở đó, các quy tắc vật lý thách thức mới định kiến mà chúng ta từng biết. Hạt, vốn được xem như một thực thể đơn lẻ trong những điều kiện nhất định, lại thể hiện tính chất như sóng. Sự kết hợp kỳ lạ này được gọi là lượng tính sóng hạt, cho thấy vật chất ở cấp độ vĩ mô không còn hoạt động theo cách quen thuộc mà chúng ta quan sát được ở thế giới hàng ngày. Tuy nhiên, điều làm giới khoa học kinh ngạc hơn cả chính là bản chất bất định của hạt. Theo nguyên lý bất định của Heisenberg, việc xác định chính xác vị trí của hạt sẽ làm mất thông tin về động lượng của nó và ngược lại. Đây không chỉ là một hạn chế kỹ thuật mà còn là một đặc tính nội tại của tự nhiên, nơi mà các thông tin cơ bản nhất dường như bị mờ ảo. Điều thú vị là, chỉ với những thông số cơ bản như khối lượng, điện tích và spin, một hạt có thể được mô tả hoàn chỉnh thông qua một hàm sóng toán học. Hàm sóng này không chỉ định chính xác một trạng thái duy nhất, mà biểu thị một loạt xác suất về hành vi có thể xảy ra. Và chỉ khi có sự quan sát hoặc đo lường, hàm sóng mới sụp đổ, khiến hạt rơi vào một trạng thái cụ thể. Nhưng ai hay cái gì thực hiện quan sát này?
Đây là một câu hỏi lớn, chưa có lời giải rõ ràng. Liệu việc đo lường của máy móc là đủ, hay cần sự tham gia của ý thức con người? Các nhà vật lý đã đưa ra nhiều cách giải thích. Một trong số đó là diễn giải đa thế giới, cho rằng tất cả các kết quả có thể xảy ra thực sự diễn ra, mỗi kết quả tồn tại trong một vũ trụ song song. Cũng có những quan điểm khác bác bỏ ý tưởng rằng sự sụp đổ của hàm sóng thực sự xảy ra. Họ lập luận rằng hàm sóng chỉ là một công cụ toán học để dự đoán xác suất, và sự sụp đổ chẳng qua là ảo giác do nhận thức của con người. Thế giới lượng tử, kỳ lạ và khác biệt đã buộc chúng ta phải định nghĩa lại khái niệm thực tế. Có thể nói rằng, thực tế không phải là một sự tồn tại khách quan bên ngoài, mà chỉ bao gồm những gì có thể đo lường và quan sát được. Các hạt, thay vì tồn tại ở những vị trí rõ ràng, có thể chỉ là các dao động năng lượng trong trường lượng tử, những thứ lan tỏa khắp không gian. Trong thế giới lượng tử, có nhiều cách giải thích khác nhau về cách thức vũ trụ vận hành. Một trong những lý thuyết nổi bật là ý tưởng về sóng Pilot, nơi các hạt được dẫn dắt bởi một sóng vô hình với cách hành xử không cục bộ, có nghĩa là chúng có thể tác động đến nhau dù không có sự tiếp xúc vật lý trực tiếp. Tuy nhiên, dù có những giả thuyết khác nhau về bản chất của các hạt và sóng, hiện tại không có thí nghiệm nào có thể phân biệt được các cách giải thích này một cách chắc chắn. Sự khác biệt giữa các lý thuyết không thể kiểm chứng qua các thử nghiệm thực tế. Những giả thuyết như lý thuyết địa phương hoặc các biến ẩn được cho là có thể giải thích hành vi lượng tử, nhưng chúng lại không thể được xác nhận bằng thực nghiệm. Điều này khiến chúng dường như bị loại trừ. Hóa ra, các cách giải thích này đều có những điểm tương đồng quan trọng mà không thể phân biệt rõ ràng qua bất kỳ thí nghiệm nào hiện có. Vấn đề này dẫn đến một câu hỏi cơ bản về vai trò của người quan sát trong cơ học lượng tử. Cách nhìn nhận truyền thống của chúng ta về thế giới là một thực tế khách quan, tách biệt với sự quan sát của con người. Nhưng khoa học không phải để xác nhận những giả định này. Thay vào đó, mục tiêu của khoa học là khám phá bản chất thực sự của vũ trụ, bất kể nó có giống với những gì chúng ta mong đợi hay không. Một thí nghiệm nổi tiếng liên quan đến các photon vượng víu cho thấy điều này rõ ràng. Khi các photon này được phát ra từ một nguồn và quan sát ở các điểm khác nhau, kết quả thu được có thể mang tính ngẫu nhiên, nhưng lại thể hiện mối tương quan kỳ lạ giữa chúng. Những mối tương quan này không thể giải thích được bằng cách lý giải theo thực tế địa phương, tức là theo lý thuyết cho rằng các hạt chỉ có thể ảnh hưởng đến nhau trong một phạm vi không gian nhất định. Việc quan sát mối tương quan này sẽ vi phạm bất bình đẳng Bell, một nguyên lý quan trọng trong vật lý lượng tử, khiến chúng ta phải đặt câu hỏi liệu thực tế có phải chỉ là sản phẩm của những quan sát và đo lường của con người hay không. Thực tế lượng tử có thể không phải là một sự thật khách quan, tách biệt với người quan sát, mà có thể liên quan mật thiết với chính quá trình quan sát đó. Để hiểu sâu hơn về vũ trụ, chúng ta cần các thí nghiệm thực nghiệm không chỉ để kiểm chứng những lý thuyết, mà còn để làm sáng tỏ các mối quan hệ tinh tế giữa quan sát và thực tế. Hướng đi này có thể là chìa khóa giúp chúng ta phân biệt giữa các cách giải thích lượng tử, đặc biệt là loại bỏ những giả thuyết dựa trên thực tế địa phương, vốn đã không còn phù hợp với các quan sát gần đây. Trong khoa học, chúng ta không nên tuyên bố một thực tế tuyệt đối và sau đó điều chỉnh quan sát để phù hợp với các giả thuyết của mình. Mục tiêu của khoa học là dự đoán các quan sát với độ chính xác cao, sử dụng những giả định tối thiểu và chỉ ra các mô hình có thể tái tạo kết quả thí nghiệm. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nảy sinh khi chúng ta đòi hỏi quá nhiều từ vũ trụ, vượt ra ngoài những gì thực tế cung cấp. Chúng ta cần thiết kế thí nghiệm để khám phá và hiểu rõ hơn về thực tế, thay vì cố gắng áp đặt các cấu trúc lý thuyết dựa trên những thành kiến của chúng ta. Trước khi có những thí nghiệm quyết định, chúng ta chỉ có thể suy luận một cách hồi hộp, chứ chưa thể đi đến những kết luận khoa học sâu sắc. Chính vì vậy, sự can thiệp của chúng ta vào hiểu biết về vũ trụ vẫn còn chưa rõ ràng. Đến khi đó, cơ học lượng tử, lý thuyết mạnh mẽ và chính xác nhất hiện nay vẫn giữ vững vị trí của mình trong việc dự đoán vô số thí nghiệm và tạo ra ứng dụng quan trọng. Mặc dù cơ học lượng tử đã có những thành tựu to lớn, các nhà vật lý và triết học vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về cách giải thích các hiện tượng này. Một số nhà vật lý tuân thủ theo diễn giải Copenhagen cho rằng chúng ta nên tập trung vào các phép tính mà không cố gắng hiểu ý nghĩa cơ bản của lượng tử. Tuy nhiên, triết gia như Tim Maudlin chỉ trích cách tiếp cận này và chỉ ra rằng một số cách giải thích lượng tử có thể cung cấp những chi tiết rõ ràng hơn về cách thế giới vận hành. Ngoài ra, những giả thuyết như cơ học lượng tử thông tin, tuy còn gây tranh cãi, lại gợi mở một hướng đi thú vị. Những lý thuyết này tích hợp thông tin vào cơ học lượng tử và thậm chí có thể liên quan đến ý thức, mặc dù bằng chứng cho điều này vẫn còn chưa rõ ràng. Tranh luận về vai trò của ý thức trong vật lý cũng chưa có sự đồng thuận.
với nhiều lý thuyết vẫn thiếu bằng chứng thực nghiệm. Lý thuyết về ý thức trong vật lý đã đưa ra một câu hỏi quan trọng. Liệu ý thức có thể là sản phẩm của hệ thần kinh hay có mối liên hệ với các hiệu ứng lượng tử? Hiện tại, các lý thuyết này chưa có đủ cơ sở thực nghiệm và các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, tất cả những lý thuyết này đều góp phần mở rộng hiểu biết của chúng ta về thực tế lượng tử, dù chúng chưa thể được kiểm chứng đầy đủ. Cảm nhận của chúng ta về thế giới vật chất có thể không nắm bắt hết được những thực tế sâu xa mà khoa học đang khám phá. Sự hiện diện của các hạt và sóng trong thế giới lượng tử có thể hành xử theo những cách mà chúng ta không thể trực tiếp cảm nhận được. Vũ trụ được xây dựng từ các lượng tử không thể chia cắt, và trong thế giới này, chúng ta chỉ có thể dự đoán xác suất của các kết quả, chứ không phải chắc chắn về kết quả cụ thể. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về thực tế, chúng ta phải vượt ra ngoài giới hạn của những nhận thức thô sơ, những cảm nhận bị ảnh hưởng bởi giác quan. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể hiểu và chấp nhận bản chất của vũ trụ. Khi đó, chúng ta sẽ không chỉ nhìn thấy các kết quả của các phương trình, mà còn nhìn nhận vũ trụ theo một cách hoàn toàn mới mẻ. Các câu hỏi về thực tế lượng tử sẽ tiếp tục thúc đẩy những khám phá sâu sắc về vũ trụ mà chúng ta đang sống trong đó. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video hôm nay. Nếu bạn thấy nội dung thú vị và hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Kitten Explorer để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm nhiều điều kỳ diệu về vũ trụ. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.